theo dõi Ngọc đã lâu thì chắc cũng biết phần nào công việc của Ngọc rồi. Ngoài đi dạy trên trường ra thì còn đi quay TVC này, chụp lookbook, quỹ thời gian thì gần như kín cả. Có bà hỏi Ngọc có bao giờ thấy kiệt sức không? Nếu tôi trả lời là không thì mấy bà tin chứ. Nhưng đúng là không thật đấy, vì dù có làm việc cỡ nào thì Ngọc vẫn luôn bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể để vừa đảm bảo công việc, vừa đảm bảo mình luôn trẻ, khỏe, đẹp. Bảo bối của Ngọc mà Ngọc nghĩ chị em nào cũng nên dùng để luôn xinh đẹp dạng người, Bihonit NMN Nano Liquid. Đây là sản phẩm thức uống bổ sung NMN dạng Nano Liquid đầu tiên trên thế giới, là sản phẩm nội địa Nhật 100%. Công dụng của NMN thì quá tuyệt vời rồi. Chị em nào chưa biết thì có thể tìm hiểu trên Google nhé. Nó không điêu khi vì em nói như một hoạt chất vàng ngăn chặn sự suy giảm chức năng của cơ thể và lão hóa. Trên thị trường thì có vô vàn các sản phẩm NMN và nó cũng thử nhiều loại, nhưng chân ái thì vẫn là em NMN Nano Liquid này nhé. Giúp cho da rẻ luôn căng trẻ, cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống, còn giúp não bộ minh mẫn hơn. Em này thì còn giúp mình khỏe mạnh, nhiều năng lượng để làm việc, di chuyển từ chỗ chụp hình này sang chỗ chụp hình khác mà không thể mệt nhé. Đặc biệt em này thì được áp dụng công nghệ nano capsule tăng tỷ lệ hấp thụ NMN gấp 10 lần. Công nghệ lên men lỏng giúp NMN đạt độ tinh khiết 99,9%. Công thức phức hợp giúp chống lão hóa nhanh và lâu dài. Đây chính là những công nghệ giúp sản phẩm này khác biệt và nổi trội hoàn toàn so với các sản phẩm NMN khác trên thị trường. Chị em hãy dành những điều tốt đẹp nhất và cao cấp nhất cho bản thân. Tiền thì mình có thể làm ra được, nhưng mà vẻ đẹp sắc vóc thì phải gìn giữ cẩn thận mới được. Mọi người nên sử dụng liệu trình uống sáng hoặc tối trước khi ngủ đều được nha. Cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, da rẻ hồng hào, vui tươi. Chị em không thử thì hơi phí nha.